Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Tháp, đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 2, địa phương đã phát hiện thêm một trường hợp dương tính với COVID-19 và cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Nam bệnh nhân 37 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, làm thuyền viên đi xà lan giao hàng hóa ở Campuchia. Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vì thế địa phương này đã chỉ đạo các lực lượng trên tuyến biên giới tăng cường kiểm soát các đường mòn, tránh để mầm bệnh lây lan từ bên ngoài vào, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh địa phương. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình về công tác chống dịch tại vùng biên. Cắm chốt phòng chống dịch COVID-19 suốt gần một năm qua, các chiến sĩ tại tổ công tác số 3 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự vẫn chưa được về thăm gia đình. Gần một năm cũng là ngần ấy thời gian các chiến sĩ nếm trải đủ mùi nắng mưa nơi biên giới. Trong điều kiện trực chốt ở căn lều này thì anh em gác sách cảm thấy là cũng tối đêm xuống có sương, gió lạnh. Nhưng anh em cố gắng đảm bảo thức để trực 24/24, không để đối tượng nhập cảnh trái phép. Tối thì có anh em gác ở chốt, rồi anh có anh em gác thì cũng dài các tiếng nè, rồi tuần tra thì có hai anh em đi tuần tra ca một tiếng hai tiếng gì đó thay phiên nhau, rồi tối thì hai phiên nhau trực ngủ nghỉ để đảm bảo trực vào buổi sáng sau. Tối thì sương xuống cũng khá lạnh, anh em cũng gán nhiều khi trực mặc áo khoác áo gió. Tiếp quản đoạn biên giới dài 16,58 km kể từ khi dịch bệnh COVID-19 trong nước bùng phát, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng thành lập 4 tổ chốt cố định và 5 tổ lưu động, tuần tra khép kín trên địa bàn quản lý. Những bữa ăn vội vàng là chuyện bình thường, bởi các chiến sĩ tại đây phải thay nhau túc trực đảm bảo quân số 100%. Trong quá trình tuần tra, thì cái tiếng địa bàn biên giới, đặc biệt bên phía bạn là ít có người dân, nhưng mà cũng đã có cái tiếng đường giáp biên với chúng ta đi tới đi lui, thì ít người dân ở thì sẽ có những con trùng đốt hoặc là gây nguy hiểm đến cái sức khỏe của chính cái người thực hiện nhiệm vụ. Nhưng chúng tôi cũng cố gắng vì sự bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân, thì chúng tôi cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên phân công. Trước tình hình dịch bệnh này thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là đâu nên ở đó để tránh cái luồng di chuyển mà dịch bệnh nó theo. Như vậy thì ở đâu ở đó vẫn là phương án tốt nhất. Chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà di chuyển qua lại biên giới tụ tập mà nó không cần thiết, không có khẩn cấp. Chúng tôi cũng mong muốn bà con ở khu vực biên giới nêu cao cái tinh thần cảnh giác, khi thấy có dấu hiệu hiện tượng lạ thì chúng ta báo gọi đến cái lực lượng bảo vệ biên giới để chúng ta phối hợp ngăn chặn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở khu vực biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Hiện tỉnh Đồng Tháp cũng đã chỉ đạo các huyện biên giới gồm Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự cho học sinh nghỉ học từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 3 nhằm đảm bảo an toàn cho phòng dịch.